Buổi chiều tất cả các bạn, mình sẽ lại bắt đầu với thông tin tình hình dịch Covid tại Bến Tre chiều ngày hôm nay ngày 30 tháng 7 bao gồm những nội dung như sau. Thì để trước khi bắt đầu thông tin chi tiết cho chiều ngày hôm nay, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Để khi có video mới bạn sẽ được thông báo vào điện thoại. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay là các bạn cũng biết là xôn xao thông tin là Bến Tre hỗ trợ đưa 300 công dân ở thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch. Thì hơn 300 công dân Bến Tre đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ vé xe giường nằm miễn phí đưa về quê tránh dịch. Thì sáng ngày hôm nay tại bến xe miền Tây, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và công ty Phương Trang tổ chức 15 chuyến xe giường nằm cho hơn 300 người dân Bến Tre đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch. Những người đăng ký qua hội đồng hương Bến Tre đã có mặt tại bến xe từ rất là sớm để thực hiện khai báo y tế và test nhanh Covid-19 để lên xe. Thì anh Nguyễn Hữu Lộc, ngụ tỉnh Bến Tre chia sẻ, những ngày qua rất đông người dân chạy xe máy về quê, tuy nhiên do quy định phòng chống dịch nên khi qua các chốt kiểm soát liên tỉnh, mọi người phải quay đầu xe. Vì vậy tôi đã đăng ký qua hội đồng hương để được về quê và chấp hành cách ly 14 ngày theo quy định. Thì để tạo điều kiện cho các phương tiện di chuyển thuận lợi trong chặng đường về quê, tỉnh ủy Bến Tre đã phối hợp với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng công an, y tế hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân Bến Tre và sớm được về quê theo nguyện vọng. Đồng thời, Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre cũng hỗ trợ tổ chức khu cách ly tập trung cho những người về quê để phòng chống dịch Covid-19. Thì Bến Tre sẽ có 3 đợt đưa về quê là ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Thì các bạn có thể truy cập trang web đồnghươngbentre.vn để biết thông tin chi tiết và đăng ký cho đợt tiếp theo nha. Trưa ngày hôm nay, Bến Tre ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 731 ca. Và 2 ca dương tính mới này ghi nhận là ngoài cộng đồng, 1 ca là ở Châu Thành tại xã An Khánh và 1 ca tại Thạnh Phú là ở thị trấn Thạnh Phú. 2 ca đều là ghi nhận ngoài cộng đồng và là tài xế xe tải test nhanh phát hiện dương tính. Trong đó một tài xế đi giao hải sản ở nhiều nơi và có đi thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp còn lại cũng đi nhiều nơi và có đi Long An. Chiều hôm nay Bến Tre cũng vừa thông báo là sẽ phun xịt khử khuẩn thành phố Bến Tre. Thì được sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre sẽ tiến hành phun xịt khử khuẩn phòng chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Bến Tre. Cụ thể như sau, là thời gian là sẽ bắt đầu từ 6 giờ rưỡi sáng ngày mai 31 tháng 7, tức là nhằm ngày thứ bảy luôn. Địa điểm phun là trên địa bàn phường 5, phường 6 là khu chợ phường 5, tuyến đường Đoàn Hoàng Minh từ chợ phường 6 đến cầu Nhà Thương, tuyến đường Trương Định toàn tuyến và khu vực chợ phường 6. Khu vực tiếp theo là địa bàn phường 6, phường 7 và xã Bình Phú, tuyến đường Đồng Văn Cống từ vòng xây Bình Nguyên đến cầu Mỹ Hóa, tuyến đường Nguyễn Văn Tư từ vòng xây Mỹ Hóa đến vòng xoay chợ Ngã Năm. Trên địa bàn phường An Hội, phường 8 và xã Phú Hưng là tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu từ vòng xây An Hội đến ngã ba Phú Hưng, từ khu vực chợ nông thủy sản Bến Tre, tức là chợ đầu mối, tuyến đường Lộ Thầy Cai từ công ty Mai Việt Hồng đến Ủy ban nhân dân xã Phú Hưng. Tiếp theo là trên địa bàn Phú Hưng, phường Phú Khương và phường Phú Tân là tuyến đường Nguyễn Thị Định từ ngã ba Phú Khương đến vòng xoay Phú Khương. Và tiếp theo là trên địa bàn phường Phú Khương, phường Phú Tân, phường 4 và phường An Hội, tức là tuyến đường đại lộ Đồng Khởi từ vòng xoay Tân Thành đến cầu Bến Tre. Tiếp theo là trên địa bàn xã Mỹ Thạnh An, tuyến đường Đồng Văn Cống từ cầu Mỹ Hóa đến vòng xoay Mỹ Thạnh An. Tuyến đường tiếp theo là tuyến đường Nguyễn Văn Nguyễn từ vòng xoay Mỹ Thạnh An đến cầu Bến Tre. Và tại xã Bình Phú thì đó là tuyến đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Hàm Luông đến vòng xoay Bình Nguyên. Và cuối cùng là trên địa bàn phường An Hội là tất cả các tuyến đường nội ô thành phố. Ủy ban nhân dân phường xã thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mở các cửa chính, cửa sổ trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà ở, hộ gia đình, đồng thời che đậy đồ ăn thức uống, các chậu hồ cá và các đồ dùng khác để phục vụ cho phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị Bến Tre, thành phố Bến Tre, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, ủy ban xã phường phối hợp thực hiện. Và thông tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính tại Bến Tre được ghi nhận tính đến ngày hôm nay ngày 30 tháng 7. Thì tính đến 6 giờ chiều ngày 30 tháng 7, toàn tỉnh có 757 ca mắc Covid-19. Thì theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh thì từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối ngày hôm nay, tỉnh ghi nhận thêm 26 ca mắc mới, nâng tổng số ca ghi nhận trong ngày là 41 ca.
và nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 557 ca. Hiện tỉnh ghi nhận là 9 ca tử vong và đã có 138 ca đã ra viện. Thì số trường hợp dương tính mới ghi nhận bao gồm ở Ba Tri là 18 ca, trong đó là ở An Bình Tây 1 ca, An Hòa Tây 2 ca, An Thủy 1 ca, Phú Lễ 1 ca, Tân Thủy 2 ca, Tân Xuân 1 ca và thị trấn 9 ca, Vĩnh Hòa 1 ca. Châu Thành là có 6 ca, bao gồm là Hữu Định 3 ca và Mỏ Cày Bắc là 1 ca ở Thành An, Thạnh Phú là 1 ca ở An Thuận. Tất cả 26 ca vừa được ghi nhận đều trong khu cách ly và đã phong tỏa. Bản tin cho chiều tối ngày hôm nay mình xin đến đây là kết thúc. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một cái đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.